ngành sở. Gì con? Bây giờ ngoại đang sạn đây là sen, này là lá để mình cắm chậu bông, mà hôm nay mình ngoại cắm tới hai đắng. Hôm nay mình cắm tới hai đắng cùng nghe các bạn. Bông khác, cái bông mới hơn. Cũng như trước tiên giờ mình coi mấy cái lá xanh ở ngoài nè, mình lạc bỏ bớt. Lá trắng có xài không hả? Nè, mình lạc lá xanh bớt vì đây vẫn còn xanh nhưng mà xanh tốt, xanh đẹp. Còn bắt đầu mình mới bẻ qua vô một phía thôi, nhưng mà mình bẻ là không nữa, ép vô. Rồi tới cái phần thứ hai, phần bìa thứ hai mình cũng bẻ vô phân nữa, rồi mình ép vô, rồi mình đi vòng hoài vậy đó, đi vòng mình cứ ép hoài vô, mình cứ ép hoài vô vậy nè. Thì mình ép xong khi nào mà nếu mình muốn cái bông nó về thì mình để về. Rồi thì trong khi mình gắm một lẵng hoa thì nó sẽ có phần thấy vậy và phần không thấy vậy. Rồi mình một phần thấy vậy rồi và một phần không thấy vậy. Cái bông này thì nó đã ít ớt ở ngoài quá thì phải như vậy. Làm thế vậy. Wow, đẹp quá. Để ngoài lặt cái phần thứ hai cho con thấy ha. Dạ. Với các bạn sẽ thấy là cái phần là không thấy vậy. Lớp này là mình mới dễ để rồi không thấy vậy. Không thấy vậy là mình sẽ cũng làm đi về, cũng thách đi về. Mà mình thách tới đây mình ngừng. Thì cái không thấy vậy với cái thấy vậy, nhưng mà mình cắm cái lẵng qua thì có cái không thấy vậy và có cái thấy vậy. Và phần vạch qua và đây là dụng cụ
không? Thì bông nó sáng lắm, sáng rồi tỏ sáng rồi để trên bàn ngoại tôi.
Và các bạn có thể nhìn thấy cây bông của bà ngoại đẹp đẹp thì nhắn like cho mình, còn không có, và đừng quên nhắn đăng ký cho mình luôn nha, cho bà ngoại mình có sức lực để quay video. Bây giờ cậu con mình cắm ở đây đã hoàn thành này, giờ mình bưng để lên bàn.